Ra mình tiếp tục ha. Thì trong slide của các bạn có một cái slide nhỏ nhỏ là cái phần mà phản ứng bậc hai là bậc một theo mỗi tác chất, tức là mình có một cái phản ứng dạng là A cộng B tạo thành gì đó không cần biết, nhưng mà cái phương trình tốc độ phản ứng của nó có dạng là K nhân cho A, nồng độ của A mũ một nhân cho nồng độ của B mũ một. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là cái phương trình liên hệ giữa, thì cũng tương tự như là mấy cái bậc khác thôi, thì cái phương trình liên hệ giữa nồng độ các chất và thời gian như thế nào? À, vậy thì phương trình đó thì mình sẽ có một nhiều dạng. Thì ở trong slide, nếu mà hôm bữa bạn nào gọi là chụp màn hình kịp á, hay là các bạn coi lại, bạn thấy á, thì trong slide tôi ghi một cái phương trình là như thế này: nồng độ của A tại thời gian t chia cho nồng độ B tại thời gian t sẽ bằng nồng độ của A 0 chia cho nồng độ của B 0 nhân cho E mũ nồng độ của A 0 chia cho nồng độ B 0 nhân với K t. À, thì đây là một cái cách mà các bạn sẽ thấy một cái dạng phương trình khác. Thì cái cách này thì các bạn sẽ dễ, các bạn thấy nhiều hơn, đó là một cái dạng viết theo kiểu lắp, đó là người ta sẽ viết là KT sẽ bằng trừ 1 phần A trừ B nhân cho lắp DB của A nhân cho B trừ X trừ cho B nhân cho A trừ X. Rồi thì A là gì, B là gì? Thì A ở đây là bằng với nồng độ của A0, B ở đây là bằng với nồng độ của B0, X là lượng chất, A là phản ứng, A hoặc B là phản ứng. Tức là bằng gì các bạn? Bằng là nồng độ của A0 thì nồng độ của AT, và bằng luôn nồng độ của B0 thì nồng độ của BT. Thì có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là cái cách dùng hai phương trình này nó chỉ đúng khi nào? Nó chỉ đúng khi hệ số tỉ lượng của A, B bằng 1, 1. Còn nếu mà hệ số tỉ lượng của nó khác 1, 1 thì sao? Thì các bạn phải chứng minh lại một cái phương trình khác. Thế còn phương trình này chỉ đúng với cái hệ số tỉ lượng là 1, 1. Rồi, thì tôi cũng muốn nói thêm một vài chuyện. Chuyện thứ nhất là vài năm trước thì tôi không có dạy cách chứng minh cái này. Và thường là tôi sẽ cho các bạn gọi là công thức để các bạn làm trong bài. Tuy nhiên là đề theo tuyển dụng quốc gia năm vừa rồi, tức là năm ngoái á, thì đã có yêu cầu các bạn chứng minh phương trình tích phân, mà nó hơi khó rồi, ở dạng một vài cái phương trình tích phân hơi khó rồi, cho nên là tôi sẽ dạy các bạn chứng minh cái này luôn. À, đương nhiên là tôi dạy ở mức độ là vừa đủ để chứng minh thôi, chứ còn gọi là nếu mà các bạn muốn học thêm tích phân thì vui lòng lấy sách giáo khoa toán 12 ra đọc trước, chứ còn tôi thì tôi cũng không có dạy hết về cái phần tích phân đâu ha. Rồi thì đó là một chuyện. Thì bắt đầu từ năm ngoái thì tôi bắt đầu dạy các bạn chứng minh cái này, và đương nhiên là khi tôi dạy rồi thì trong bài làm của các bạn, một là các bạn nhớ bài nha, các bạn áp dụng thẳng luôn, hai là các bạn tự chứng minh lại, chứ tôi không cho công thức nữa ha, tại vì tôi đã dạy chúng mình rồi. À, thì bây giờ trước khi chứng minh thì mình có một cái phần nho nhỏ, cũng không hẳn là bổ sung kiến thức nữa, mà nói chung là bổ sung và nhắc lại kiến thức. Mình có một cái phần nhắc lại nho nhỏ và một cái phần bổ sung nho nhỏ. Rồi lát nữa bổ sung cái gì nhắc lại cái gì tôi sẽ nói. À, vậy thì để chứng minh cái này thì mình cần cái gì? Mình có V bằng K nhân với lại nồng độ của A nhân với nồng độ của B, đúng không? Mà theo nếu mình lấy cái đạo hàm của nồng độ theo thời gian thì mình mới được cái V, đúng không? Thì mình sẽ có cái này nó bằng là trừ nồng độ của A chia cho ET. À, ở đây bằng trừ nồng độ của B chia cho ET. À, thì làm sao để mình ra được cái phương trình lằng ngoằng ở trên kia?
Thì thật ra là mình đi qua một cái bước biến đổi, nói chung thật ra là có nhiều cách chứng minh ha. Thì tôi lựa một cái cách chứng minh để cho các bạn gọi là sao ha, gọi là dễ hiểu nhất có thể ha. Còn nếu các bạn thấy cái cách nào dễ hiểu hơn thì các bạn có thể học theo cách đó tùy. Nhưng mà lại khá là bây giờ mình có hiện giờ đặt A bằng A0, B bằng B0 là giống như nãy ở trên, thì có x bằng nồng độ của A trừ A0. À quên lỗi, xin lỗi, A0 trừ A, tức là lượng A đã phản ứng. Đây là phương trình 1. Không, ít nhiều màu chút đi. Đây là phương trình 1. Thì mình đặt cái đó thì mình sẽ có cái gì? Thì 1 mình sẽ suy ra được là yếu rồi để chút. Thì từ đây mình có thể suy ra x là một cái lượng phản ứng, tức là nó cũng là một cái biến đúng không? A là một cái lượng phản ứng, tức là nó cũng là một cái biến. Thì A0 là nồng độ ban đầu, tức là ví dụ như trong một cái bài của mình thì cái nồng độ ban đầu một cái thằng số. Vậy giờ ví dụ đây mình có thể đổi ra là nồng độ A bằng nồng độ của A0 trừ x. Thì nếu mà mình lấy đạo hàm của A thay biến x thì mình sẽ có nó bằng là A0 là hằng số, cho nên là đạo hàm của nó bằng 0. X ở đây là lấy đạo hàm của x sau x thì mình sẽ có nó là 1. Thì tức là mình sẽ có đạo hàm của A sau x là bằng trừ 1. Rồi. Ở đây là 2. Rồi thì mình đổi 1 và 2 thì mình sẽ đổi ra và mình sẽ có cái gì? DA nhân DX bằng trừ 1, tức là cái cụm trừ 1 ở đây á, mình có thể đảo thành là chết rồi. Đúng rồi. À, tức là cái cụm đó mình có thể viết lại thành một cái kiểu trừ DA nhân DT ha. Thì do là trừ DA, đây là cái dấu trừ ha, thì mình để mà mình muốn mất cái dấu trừ á, thì tôi muốn đổi cái gì đó ra DA DX thì tôi làm một cái cách cũ, tức là tôi nhân với lại DX trên DX cái kiểu như thế này. Không ai nói gì hết. Thì trừ DA cho DX trừ 1, đó là bạn có trừ 1 nhân với trừ 1 của DX trên DT, nó bằng DX trên DT luôn. Ha. Rồi, ở trên kia thì mình có gì? Bằng với lại K. Bây giờ tôi muốn, bây giờ A với B là hai cái ẩn, giờ tôi đổi nó về một cái liên quan tới đây. Thì tôi sẽ có nó thành cái gì? A0 trừ X và B0 trừ X, tức là K nhân với lại A trừ X nhân với B trừ X. Ok chưa? Rồi cái mục đích mà mình biến đổi như vậy là bởi vì nếu mà mình để ở trên kia mình có ba ẩn là A, B và T, mình không thể nào mình làm việc với lại ba ẩn được. Do đó là cái phương pháp này thì mình biến đổi làm sao để nó về hai ẩn thôi, là x với t thôi. Thì có x với t mình đạo hàm mình à, xin lỗi, mình lấy phân được ha. Rồi thì kế đến thì nhân với chuyển với đổi dấu thôi, mình có cái gì? DX chia cho A trừ X nhân B trừ X. Anh nói cách khác là nếu mà tôi thích viết lại thì nó là cái gì? 1 phần A trừ X B trừ X nhân DX bằng K nhân DT. Và tới đây thấy có cái dạng quen chưa? K nhân DT thì mình lấy tích phân của K nhân DT thì là bằng KT. Rồi nhưng mà cái đám bên kia tích phân như thế nào? Thì tích phân của một phép nhân thì mình chưa có học, thì cái việc tích phân của một phép nhân nó hơi phức tạp. Nhưng mà cái biểu thức này 1 phần A trừ X nhân cho B trừ X á, thì hồi xưa mình có học một cái cách biến đổi đó rồi. Ai nhớ không? Ai nhớ không? Nhắc lại tôi thử. Cho điểm cộng bằng cái gì mà đổi ra được phép cộng? Phép cộng phép trừ gì đó.
Dạ, 1 phần A trừ B một nhân cho nhân cho mở ngoặc bự nhân cho gì này, 1 phần B trừ X trừ 1 phần A trừ X. à, bây giờ mình nhìn thử cái đáp án đi. Đây mình có trừ một phần a trừ b, nói chung là tôi thích a ở trước b cho nên tôi sẽ đổi ra là trừ một phần a trừ b. Trong đây thì mình sẽ đổi thành là một phần a trừ x trừ b trừ x, tại tôi thích thôi, không có gì đặc biệt hết. Rồi thì các bạn có thể chứng minh ngược lại ha, tức là các bạn quy đồng cái này ra xong các bạn nhân qua thì các bạn sẽ ra được là ở trên tử là a trừ b trừ a, thì các bạn rút gọn lại thì cũng ra được cái này lại. Thì đó là một vấn đề, nhưng mà tôi thì tôi không biết làm sao để biến đổi xuôi hết, tức là làm sao để mà suy ra được từ, tức là làm sao có từ đây nè mà không biết đáp án á mà suy ra được đây á, thì tôi không biết. Chuyện này tôi có nói trong group chat của lớp rồi, thì tùy các bạn muốn biến đổi sao nó biến đổi, nhưng mà nhớ cái kiểu biến đổi này của tôi à. À, thì áp dụng cái kiểu biến đổi này cho cái ở dưới thì mình sẽ ra cái gì? Cụm này mình sẽ có một phần trừ một phần a trừ b là một cái hằng số, tại a trừ b là a0 b0, thì mình tôi lấy tích phân của cái đám này từ trạng thái 0 cho đến trạng thái t, thì ở đây tôi có là một phần a trừ x dx trừ cho tích phân từ 0 đến t của một phần b trừ x dx đúng không ạ, bằng k là hằng số nhân với tích phân của dt từ 0 đến t. À, tới đây ổn chưa? À, không có ai nói gì hết, tức là tới đây ổn rồi đúng không? Rồi. Thì có cái vấn đề ở đây là một phần a trừ x tích phân như thế nào? Tích phân của một phần a trừ x nhân cho x bằng đúng hỏi. Nè, thì có rất là nhiều cách để chứng minh cái này, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm một cái cách là đẳng phụ, tại vì cái cách đó nó sẽ khá là quen thuộc với các bạn, tại vì các bạn học toán đó giờ các bạn cũng đã qua rất là nhiều cái bước đẳng phụ rồi. Giờ tôi đặt người ta ấn là một phần t bằng a trừ x. À, thì tôi muốn đặt ẩn phụ thì ở đây nó sẽ thành là tích phân của một phần t nhân với dx, nhưng mà dx thì tôi không có làm được gì hết, thì tôi có thể đi tìm một cái kiểu như thế này là giờ tôi lấy đạo hàm của t theo x và hai cái đều là ẩn. À, thì bây giờ sẽ có gì, a là hằng số bằng không nó trừ một, bt dx bằng trừ một, thì tức là dt sẽ bằng trừ dx. Vậy cái cục này nó sẽ bằng là cái gì? Trừ một phần t nhân dt đúng không? Thì trừ một phần t nhân dt, tích phân của một phần t dt thì bằng cái gì? Lấp lấy b trừ tuyệt đối của t cộng với một cái hằng số c, mình giữ dấu trừ lại. Hằng số c là gì mình không biết, cho nên trừ cộng gì cũng chả quan trọng. Đã. Rồi tới đây ổn chưa? Giờ đổi t ra x lại thì mình có nó bằng trừ lấp lấy b của a trừ tuyệt đối của a trừ x cộng c. Rồi công thức tích phân này mình đã học rồi, tức là cái bước mà từ đây sang đây á là mình đã học rồi. Còn bây giờ mình là áp dụng vào là cái a một phần a trừ x này như thế nào thôi. À, thì như vậy kết quả của một phần a trừ x là trừ góc này b của thì tuyệt đối a trừ x cộng với lại c. Chưa? À. Thì bây giờ tạm thời là mình chưa nói tới cái t nó là cái gì ha, nhưng mà ý là nếu mà bạn muốn lấy t luôn cũng được, nhưng mà nó hơi rối thôi, nhưng mà sao cũng được. Thì giờ mình lắp vào, bây giờ từ đây mình sẽ có là trừ một phần a trừ b giữ nguyên, đủ chỗ không trời, chắc là đủ. À, ở đây bắt đầu lắp vào thì một phần a trừ x thì mình sẽ là cái gì? Trừ log db của a trừ x cho nó là cộng một cái hằng số c1. À, rồi ở dưới đây trừ của trừ
thì tôi sẽ cho nó là cộng à, thì cộng log này b của b trừ x được chưa, rồi cộng với một cái hằng số c2 hay gì đó tôi không biết, mà cái này nó lấy từ không cho tới thời điểm t, rồi đằng sau thì bằng t. Thế ha, mình đang đi từng bước nên là mọi người cứ bình tĩnh. Giờ thì lúc này nó hơi loạn, thì giờ tôi có đây trừ 1 phần a trừ b, bây giờ tôi lắp vào ha, thì mình sẽ có là lắp đây b của lắp đây b của trị tuyệt đối của b trừ x chia cho trị tuyệt đối của a trừ x. Nhưng mà tại vì a với b thì a là hằng số và x là cái hằng đã phản ứng, cho nên là x nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn a và x nó sẽ luôn nhỏ hơn b, cho nên thật ra ở đây bạn bỏ trị tuyệt đối thì nó vẫn dương. Rồi Thành thắc mắc gì không Thành? Alo. Vì mình nãy giờ mình tách ra hai cái hàm tích phân rồi, thì mỗi cái là một cái hàm số khác nhau mà. Thì ở cái hàm đầu tiên là mình cộng với một cái hàm số của cái hàm đó, mình chưa biết C1 là gì hết nhưng mình đặt nó là C của cái hàm đầu tiên. Rồi C2 ở cái hàm thứ hai, ở cái chỗ này thì mình cũng chưa biết cái hàm số là gì đó, thì mình đặt là C2 thôi. Đó là hai con số mình đặt ra thôi. Rồi cộng C1, nãy tôi nói rồi, cộng C1 hay trừ C1, cộng C2 hay trừ C2 cũng như nhau cả, tại vì mình đâu có biết nó là bao nhiêu đâu. Đúng không? Tức là ở trên đây cũng vậy nè, cộng C1 hay là trừ C nào thì cũng vậy cả, tại vì mình đâu biết C là bao nhiêu đâu, C có thể là số dương, có thể là số âm. Ha. Rồi. Biết nha. Ở đây mình có là cộng C1, cộng C2. Thành cách T. À, cái này lấy được không cho đến T. Ha. Thì lấy từ không cho đến T thì làm gì? Làm sao để làm sao gì? Đánh nhanh quá nãy không kịp, tiếng có nghe được không nhỉ tiếng? Rồi. Tiếp thì tới đây thì mình cần phải lắp một vài thứ, thì các bạn có thể lắp t bằng không vào, à xin lỗi, các bạn lắp t với lại lắp không vào thì các bạn vẫn vướng cái C1 C2. Bây giờ mình áp dụng những cái mà người ta gọi là những cái điều kiện giới hạn ha, thì cái điều kiện giới hạn ở đây là tại t bằng không mình biết là a và b chưa phản ứng đúng không, a và b chưa phản ứng nghĩa là gì các bạn? X bằng không à. Thì cái phương trình số 3 trở thành trừ 3 nó sẽ suy ra trừ 1 phần A trừ B nhân với lại góc này B của X phần 0 thì ở đây là B thì cho A à. Rồi cộng C1 cộng C2 à. Bằng T bằng 0 thì cả T bằng 0. Rồi các nhân A trừ B thì không thể bằng 0 được, tại vì ở đây là A khác B rồi nha. Nên các bạn để ý là nếu như mà các bạn có cái này, nếu các bạn biến đổi ra cái này thì điều kiện xác định của nó là cái gì vậy? A khác B rồi nha. Và A bằng B thì các bạn không có biến đổi ra cái này được đâu. Vậy nha. Rồi, vậy thì cái này khác không rồi thì mình có thể rút gọn ra là cuối cùng mình có gì? Góc của B chia A bằng trừ C1 trừ C2. Hay là nếu như các bạn rút gọn lại thì là như vậy. Thì còn lại là gì? Bằng log của A chia B à, cộng C1 C2. Thì cộng C1 C2 bằng log của A chia B. Được chưa? À, thì kết hợp lại mình có 3 với 4, thì từ 3 và 4 mình suy ra là trừ 1 phần A trừ B nhân với lại log này B của B trừ X chia cho A trừ X
cộng với lại góc DP của A chia B. Đấy, từ 0 tới T. À, thì bằng T. Mà nếu mà tại T bằng 0 thì cái cụm này bằng 0 hồi nãy mình nãy mới vừa chứng minh rồi nè. À, thì nói chung là mình có thể rút gọn ở chỗ này luôn mà chỉ lấy tại T thôi. Ha. Rồi, thì log cộng log bằng nhân thì mình sẽ nhân vào, mình sẽ có là trừ 1 phần A trừ B nhân với log này B của A nhân B thì A phần B bỏ vô. Ở đây là B trừ X, đây là A trừ X bằng K nhân với T. Rồi, phương trình này chính là các phương trình mà mình cần chứng minh ở trên đây. Thì ha. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? À, mình đã dành gần nửa tiếng để chứng minh một cái phương trình mà đáng lẽ các bạn đi thi các bạn sẽ phải chứng minh nó trong vòng 2 phút chứ không phải là nửa tiếng. Cho nên về nhà ngẫm kỹ lại cái này và cố gắng tự chứng minh lại giùm tôi. Rồi, Chu Kiến Quốc chưa hiểu tại sao bỏ cái không. Rồi, bây giờ để viết thêm luôn. Giờ nếu mà vẫn giữ từ 0 tới T nha. Nếu mà vẫn giữ cái cụm này từ 0 tới T. Rồi. Vậy bây giờ cái cụm này nó bằng cái gì? Cụm này nó bằng 1 phần trừ 1 phần A trừ B. Nhân với log của A. À, tại thời điểm T tức là A. Tức là X đó là cái X đó. Ha. Rồi. Trừ bớt cái tại thời điểm 0. Đúng không? Tại thời điểm 0 thì là trừ 1 phần A trừ B. Nhân lớp này B của A với B thì B trừ X này B bằng 0 thì là A. À, xin lỗi. X bằng 0 thì B trừ X bằng B. Rồi, ở dưới B nhân X bằng 0 thì A trừ X bằng B. Yeah. Thì cái này bằng góc của 1 bằng 0. Tức là nguyên cái cụm này bằng 0. Tức là nó vẫn là trừ 1 phần A trừ B nhân với lại góc này B của A nhân B trừ X khi B nhân A trừ X. Ok chưa? Đó là một cách. Cách thứ hai á, là cái cách hồi nãy tôi nói á, là bây giờ cái cụm này là cái gì? Là cái vế trái của mình tại T bằng 0 đúng không? Vế trái của mình tại T bằng 0, đây, nó bằng 0. Thấy không? Hồi nãy tôi nói vế trái của mình tại T bằng 0 thì nó bằng 0 luôn nè. Hãy mình chứng minh nè. À, thì các bạn muốn giải thích cách nào cũng được. Bạn ơi, xài cái bút chì của iPad nó không có xóa được đường được. Anh chọn cái đá vô xong giờ.